cái thứ. Và trên sân khấu của chúng ta,
thành và những tiết mục rất ấn tượng của ảo thuật gia trẻ Nhân Khải đã đem đến cho tất cả quý vị chúng ta những giây phút ngộp thở tại sân khấu tối tiệc này. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và để